Xin chào các cô, các bác, các anh chị. Hôm nay em giới thiệu mọi người đây là nước hồng sâm chính phủ, dạng đóng chai có củ bên trong. Đó, đặc biệt là có củ sâm bên trong. Loại này cực kỳ tốt, rất nhiều công dụng. Một ngày chỉ cần uống một chai thôi. Một hộp này gồm có 10 chai, mỗi chai 120ml. Đó, nước hồng sâm chính phủ KGS. Em xin giới thiệu một chút về sản phẩm này. Nước hồng sâm chính phủ có củ là sản phẩm được ưa chuộng không chỉ ở thị trường Hàn Quốc mà nhiều nơi trên thế giới. Đây là sản phẩm vừa mang lại giá trị dinh dưỡng, giá trị chăm sóc sức khỏe, vì thế được áp dụng rộng rãi ở những nơi có khí hậu nóng ẩm. Nước hồng sâm chính phủ hỗ trợ bồi bổ sức khỏe cho người gầy yếu, ốm, người đang mệt, kiệt sức. Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ giảm stress hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giúp ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc. Sản phẩm này được bán đang rất là chạy ở thị trường Hàn Quốc và một số thành phố lớn ở Đông Nam Á. Đó, một hộp cũng có 10 chai. Đó, hộp đóng gói như thế này. Bên trong mỗi hộp, mỗi lọ, mỗi chai là có một củ sâm. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người có nhu cầu thì inbox trực tiếp vào Facebook cho mình, hoặc gọi qua số hotline 0961936536. YouTube Royal Plaza, sức khỏe cho mọi nhà. Địa chỉ trực tiếp của bên em là 264 Nguyễn Gia Thiều, Royal Plaza, 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Linh, tỉnh Bắc Ninh. Đó, đây là củ sâm ở bên trong. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Củ sâm chính phủ, đó, Korean Red Ginseng Liquid Plus, Made in Korea. Cảm ơn các cô, các bác, các anh chị đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.